Với mong muốn đem lại hiệu quả khám chữa bệnh và liệu trình điều trị tốt nhất từ khách hàng, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc luôn đầu tư, đổi mới trang thiết bị khám chữa bệnh cũng như lựa chọn đội ngũ bác sĩ trong và ngoài nước, giàu kinh nghiệm, nhân viên y tế chuyên nghiệp mang lại sự uy tín, chất lượng cao. Để mang tới khách hàng các dịch vụ y tế hoàn hảo nhất, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc luôn kết hợp phương tiện kỹ thuật ứng dụng công nghệ tiên tiến với đội ngũ nhân lực chuyên môn cao. Trong những năm qua, bệnh viện luôn chú trọng đầu tư và đổi mới trang thiết bị y tế nhằm hỗ trợ tối đa công tác khám chữa bệnh cho các bác sĩ. Tại Bệnh viện Hồng Ngọc, hầu hết các thiết bị đều được nhập khẩu từ các nước đi đầu về kỹ thuật như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Với hệ thống dịch vụ khép kín và toàn diện trong quy trình khám chữa bệnh, từ bước thăm khám, điều trị tới hồi phục chức năng, chăm sóc điều dưỡng, spa, nhà hàng, Bệnh viện Hồng Ngọc được trang bị bởi hệ thống khoa phòng đầy đủ. Bệnh nhân không bao giờ phải lo lắng về tình trạng quá tải khám chữa bệnh tại Bệnh viện Hồng Ngọc. Một số máy móc hiện có tại bệnh viện như máy miễn dịch sinh hóa Architect, máy nội soi tiêu hóa, máy chiết tách ADN, tất cả mục tiêu tiếp cận nhanh, chuẩn đoán chính xác, điều trị kịp thời nhằm mang lại hiệu quả thăm khám và điều trị tốt nhất cho người bệnh. Bằng nỗ lực và không ngừng đổi mới trong suốt những năm qua, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đã trở thành một địa chỉ uy tín, tin cậy để khách hàng trao gửi niềm tin sức khỏe với một hệ thống dịch vụ y tế chất lượng và toàn diện.